kỹ lường đó, dữ chưa, chăm sóc rồi. Trái cherry, trồng cherry mà nó ra trái màu đỏ luôn. Ờ, ở trên kia đâu rồi? Ờ, đó. Giờ bẩn thẳng lên trên rồi. Wow, đỏ rực luôn à. Wow, trời đẹp. Trời ơi, hình ảnh đẹp luôn nha. Wow, đẹp luôn. Wow, wow. Wow, đẹp chưa? Cái màu đỏ luôn. Cái bự luôn. Ồ, đẹp quá. Đẹp dữ luôn á. Wow. Hôm nay trồng được quá trời trái luôn. Đẹp chưa? Yeah. Rồi, quay ngược lên trển được vẻ trái. Ấy da. Wow, đẹp quá. Đẹp gần lên luôn. Quá đẹp. Phim có tầm thì sợ luôn nè. Trời ơi, đẹp luôn. Trời ơi, cho tương trái rồi dành nữa kìa. Hai trái cho má ăn trái rồi nghe. Trời trời nè, thấy không? Ngon lành, bẻ nữa đi. Giờ chơi đi, bẻ chơi ghi nè, đó. Để qua đó nữa. Ok. Wow. Này dữ luôn nè. Ủa, cái đỏ này đâu rồi ta? Bên nhánh bên kia kìa, trên đầu anh đó anh nè. Thấy không, thấy không, trèo lên cái nữa. Wow. Đâu đâu, nó lấy trái ghi nhiều quá. Hôm nay vẽ trái ghi rồi nó, trời dữ rồi. Đâu đâu được coi. Trời ơi, đó quá sướng chưa. Wow. Yeah.
Hàng nhà, hàng nhà. Thấy ghê không? Nhánh đó phía bên canh tài đó cũng chai đậu quét luôn. Đây. Giờ phải dành với nó chứ. Gà trái nào nó quất trái đó rồi còn đâu. Leo lên mới thấy nha. Ừ. Che ờ đó, nhánh đó đó. Kìa. Ngay cái bàn tay anh thẳng ra có con trái màu đỏ luôn. Đây hả? Ừ, trái bự luôn, ừ. Đâu? Đó, dài ra, cái nhánh cái tay kia kìa. Ừ, nhánh đó đó, kéo vô. Đó. Trời ơi, trái đọt kìa. Ừ, rồi sao lên? Rồi đưa đây. Hồi nãy tôi thấy nó leo rồi bây giờ. Đưa đây. Không, hồi nãy con bẻ không được. Đây. Bỏ lên. Leo lên đọt luôn. Ờ. Bây giờ dành ăn với chi qua nọt, ăn cherry của nọt cầm luôn đi. Ăn cherry của nọt nha. Trời ơi, này nhà chồng đàng hoàng à, đó. Thấy dữ chưa? Ờ đó. Ăn nè, ăn rồi. Trời ơi, qua đây. Ào. Ra đường nào. Sao cái đường lên đây giờ đó. Có đường nào lên không? Nhánh nó thẳng lên trển là được ba trái luôn á. Má má đem co đồ ăn về kìa. Ồ cưng không? Trời ơi, trời ơi, được ba trái nữa rồi đó. Wow, đẹp chưa? Ờ ba trái anh chồng đẹp quá. Một ngoài xa luôn cũng thấy đó. Được. Nhưng mà mình chưa thấy. Giờ quay qua thấy nó. Đó. Wow, rồi bên đây. À, trái bự luôn à, trái này bự luôn nè. Cái đi qua đây. Đây đem trái bự nữa. Đi trở lại. Đi lên đó. Wow. Rồi đẹp quá à, một trái là quý cỡ nào ha. Ôi, hai trái ha. Ba trái ha.